Kỷ niệm 20 năm, Táo quân 2023 có gì mới? Kỷ niệm 20 năm, chương trình Táo quân 2023 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều nét mới thú vị tới khán giả trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán sắp tới. Đi qua hành trình 20 năm, theo tiết lộ của đạo diễn Nguyễn Khải Anh, Táo quân 2023 là dịp đặc biệt với ekip và sẽ có gì đó để mọi người nhìn thấy một chặng đường đã qua, cũng như hy vọng khán giả có một món ăn tinh thần vào cuối năm. Theo đó, Táo quân 2023 sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ từng tham gia chương trình, nhất là các gương mặt quen thuộc như Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Quốc Khánh, Quảng Thắng, Vân Dung. Nếu như Táo quân 2022 thiếu vắng Xuân Bắc, Công Lý thì chương trình năm nay khán giả sẽ hết sức phấn khởi khi có sự trở lại của cặp đôi nam tào. Bắt đầu là Xuân Bắc và Công Lý. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung cũng sẽ trở lại đóng Táo Giao thông và Vân Dung. Quảng Thắng vẫn sẽ là Táo Y tế và Táo Kinh tế như mọi năm. Bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội quen thuộc, Táo quân 2023 còn có các diễn viên trẻ mới tham gia nhằm đem lại sự mới mẻ cho chương trình như Duy Nam, Trung Duổi, Mạnh Dũng, Lý Chí Huy, Thái Sơn. Chia sẻ về Táo quân 2023, nghệ sĩ Tự Long cho hay, 20 năm là dịp để nhìn lại kỷ niệm. Đặc biệt, tiết lộ Táo quân năm nào cũng hát nhiều, nhưng năm nay anh quyết định không hát nữa. Về mắc ca, ngoài Thảo Vân còn có sự trở lại của MC Thành Trung, ca sĩ Minh Quân. Đáng chú ý, Thành Trung từng vào vai Táo Y tế, Táo Nông dân, Táo Điện lực. Nhưng, kể từ Táo quân 2014, khán giả không thấy Thành Trung xuất hiện trong chương trình này nữa. Vì thế, Táo quân 2023 là lần đầu tiên MC Thành Trung trở lại sau hơn 10 năm. Riêng với Minh Quân Anh sẽ trở lại đảm nhận vai Thiên Lôi và phụ trách phần thu âm, soạn lời, dàn dựng âm nhạc.